Cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Mai Hiền cuộc sống Nhật. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã luôn yêu thương đồng hành và ủng hộ những video của Hiền nha. À, ngày hôm video được trước thì Hiền đã chia sẻ đến cả nhà mình về việc là sinh miễn giảm thuế à, ở bên Nhật nó như thế nào nè à, và cái điều kiện mà xin miễn về độ tuổi mà xin miễn giảm thuế cho năm sau đó, nó có một chút xíu thay đổi. Nếu mà cả nhà quan tâm thì cả nhà hãy tìm lại video này và xem xem lại với Hiền nha. À, rồi ngày hôm nay thì Hiền sẽ chia sẻ đến cả nhà mình về việc là lãnh tiền hưu trí Thì hồi lúc video trước thì mình sẽ là à, xin miệng giảm tiền thuế Năm nay, ở đợt này thì mình sẽ là lãnh cái tiền hưu trí đó Khi mà về nước thì mình sẽ lãnh như thế nào nha cả nhà nhé. Cái này là điều kiện khi mà mình nhận tiền hưu trí khi mình đã về nước ở bên Nhật Bên giờ mình rời Nhật mình về Việt Nam hoặc là rời mình về nước nha cả nhà nha Thì khi mà các bạn sang bên Nhật này làm việc á thì thường thường ở bên Nhật này tầm 20 tuổi thì các bạn sẽ được đóng điền hưu trí thường nó sẽ có hai dạng một á, là cô kiên là khi mà các bạn đang đi làm cho công ty á, thì công ty sẽ là người tham gia cái bảo hiểm này nó là gọi là giống như là nên gọi là hưu trí mà của bên xã hội cả nhà chứ không phải là còn một dạng nữa là Kiên nghĩa là các bạn đi học các bạn tự do các bạn không làm cho một công ty nào cả thì và các bạn phải tham gia hưu trí của bên nhà nước của Nhật nó sẽ có hai dạng như thế. Nhưng mà thường á thì các bạn cho dù chưa đủ 20 tuổi nhưng mà các bạn làm trong công ty, công ty vẫn đóng cho các bạn được bình thường nha các bạn nhé. Chỉ cần có thu nhập thôi thì vẫn có tham gia được cái cô C cô xê này của mình nhé. Thì khi mà các bạn tham gia như vậy á, thì hàng tháng công ty sẽ trừ vào tiền lương của mình nè Và luật của Nhật quy định rằng á, là công ty sẽ trả cho bạn 70, 50% và bạn chỉ cả 50% thôi Nghĩa là khi mà các bạn nhận lại tiền hưu trí mà khi mà các bạn về nước á, thì các bạn sẽ nhận luôn cả phần công ty đóng cho mình nữa Cho nên á, các bạn nào mà tham gia bảo hiểm hưu trí này sớm á thì sau khi mình về nước mình sẽ lại lại nhận được nhiều hơn tại vì mình mình đóng mình đóng một phần mình đóng 50 phần trăm công ty đóng cho mình 50 phần trăm sau đó mình về mình có thể lấy mình vẫn nhận luôn đủ cái một trăm phần trăm này luôn nha các bạn nhé cho nên nó đó là đóng nhiều á thì mình sẽ sau này mình sẽ lãnh được nhiều nè và điều kiện để lãnh được cái tiền hưu trí này thì như thế nào Đầu tiên, điều kiện tiên quyết đầu tiên là bạn phải tham gia nên trên 6 tháng trở lên. Nghĩa là bạn phải ở Nhật trên 6 tháng. À, một năm khi mà bạn đi qua bên này, bạn đi làm mà với cái hợp đồng một năm đi chăng nữa thì bạn vẫn đủ điều kiện nhận nên nha cả nhà nhé. Chỉ cần bạn tham gia đủ 6 tháng thôi là bạn đã được nhận nên lợi rồi nè. Thứ hai nữa là bạn không có địa chỉ ở bên Nhật. Nghĩa là bạn đã, đã rời khỏi nước Nhật rồi. Khi mà bạn cắt cái địa chỉ của mình rồi thì cái ngày mà bạn cắt và bạn nộp hồ sơ nên kiên lên trên cái cục cục và kiên của nhật kịch hưu trí của nhật á là phải là cái sau cái ngày mà bạn cắt địa chỉ nếu mà cái ngày này bạn chưa cắt địa chỉ nhưng mà bạn đã nộp hồ sơ lên rồi thì bạn mới bạn mới đi cắt địa chỉ thì lần bên cái nông bên cái nền kiên nó không có xét cho mình đâu nha cả nhà thứ hai nữa là bạn về nước không quá 2 năm nghĩa là khi mà bạn về nước 2 năm trong trong vòng 2 năm thì bạn phải xin cái nền này nếu không là để mất mất cái quyền của mình xin đó cả nhà thứ ba dĩ nhiên thứ tư nữa là dĩ nhiên là không có cái quốc tịch nhật nè và không đủ điều kiện để mà tham gia tiền hưu lãnh tiền hưu trí khi mà về già thì cái điều kiện này nó như thế nào đó là bạn khi mà bạn tham gia nên kim mà trên 10 năm á ở bên nhật này bạn tham tham gia nên kim của nhật trên 10 năm rồi thì bạn đủ điều kiện để mà về già khi mà đủ 65 tuổi hả thì bạn sẽ được nhận tiền nên kim hàng tháng của giống như là người nhật luôn á cả nhà khi bạn tham gia đủ 10 năm rồi, thường á, bây giờ điều kiện đó có một sự thay đổi về cái à, số năm mà mình nhận lại. Ngày trước, nếu như mà bạn lấy mốc thời gian từ tháng 3 năm 2021 trở đi, thì trước tháng 3 năm 2021 thì bạn nhận nhiều nhất chỉ được có 3 năm thôi. Nghĩa là có 36 tháng thôi cả nhà, nhiều nhất là 36 tháng ha. Mình qua bên Nhật là mình đóng liền luôn thì mình sẽ nhận được là khoảng dữ lắm là 36 tháng nè. Thì mà sau tháng 4 năm 2021 là từ hồi năm ngoái cả nhà thì mình sẽ nhận nhiều nhất được 5 năm là khoảng 60 tháng tại sao là tại vì sau khi tháng năm ngoái thì có rất là nhiều cái bạn các bạn mà mình ở lại nếu mà mình có thể làm thêm tục gino nè hoặc là mình siêu xe sang dồ cả nhà thì mình lên 3 năm là mình làm thêm 5 năm đúng không? Mình có thể gia hạn lại thêm 5 năm nữa cũng do dịch Covid là mình không có về nước được nè thì mình có thể ở lại thêm 2 năm nữa để mà làm. Nhưng mà nếu như chỉ nhận được có 3 năm thì nên kin thôi thì rất là lỗ cho mình nè. Thành ra là luật nó đã thay đổi rồi nha cả nhà nhé là từ tháng 4 năm ngoái, năm 2021 là từ 3 năm mình đã nhận lên được 5 năm. Cái số tiền mình nhận lại sẽ là 5 năm. Và cần có một lưu ý và một số điểm lưu ý như sau. Đầu tiên là bạn phải tham gia cái nền này sau sau cái thời gian này bạn phải tham gia ít nhất một tháng. Nghĩa là nếu mà bạn nói là ngày 1 tháng tháng 4 này bạn về nước đi chăng nữa, nhưng mà sau khi 3 tháng 4 này nè bạn về đúng không? Nhưng mà bạn bạn cũng chỉ nhận được có 3 năm thôi. Bạn nếu mà bạn về nước hoặc là nộp hồ sơ trong vòng tháng 4 năm 2021 này bạn cũng chỉ nhận được 3 năm thôi. Vì vậy cho nên á là các bạn phải tham gia thêm một tháng nữa ví dụ như đóng thêm tháng 5 hay tháng 6 gì nữa thì mới được nhận 5 năm nha chứ không phải nói ôi em về tháng 4 thì em được nhận tháng 4 là được 5 năm rồi là không đúng nha cả nhà nghĩa là sau tháng 4 này các bạn phải tham gia thêm một tháng nữa thì nên kia nữa thì bác bạn mới được nhận năm từ năm từ 3 năm lên 5 năm và từ các bạn mà từ thực tập sinh chuyển qua tục T nghĩa là bạn ở Nhật thêm 5 năm nữa đó các bạn Thường thường á thì từ hồi nói chung á nói một cách đơn giản á là từ khi mà mình qua Nhật thì thường thường mình sẽ ở được 3 năm nè. Nhưng mà các bạn khi mà các bạn được gia hạn thêm một hai năm nữa thì bạn sẽ ở được 5 năm. Nhưng mà nếu mà từ các bạn từ từ về siêu xe mà chuyển lên tục T á thì bạn có xin được ở Nhật thêm 5 năm nữa là theo dự trù của mình là được 5 năm nữa đúng không? Nhưng mà nhưng, nhưng tổng lại thì mình cũng chỉ nhận được 5 năm một lần cái tiền hưu trí này thôi nha cả nhà. Nghĩa là một lần mình xin như vậy nhiều nhất là được 5 năm. Vì vậy cho nên để có thể nhận được cái khoảng thời gian bạn đi Nhật 3 năm đúng không? Đi 3 năm thực tập sinh, 5 năm tu nghiệp sinh là tổng cộng đoàn là 8 năm rồi. Nhưng mà nếu mà chỉ nhưng mà nhiều nhất mình sinh chỉ được có 1 năm cho một lần sinh thôi. Cho nên á là nếu à, xin lỗi. Nhiều nhất thì một lần mình chỉ sinh được 5 năm thôi. Cho nên nếu như mà bạn gộp hồ sơ sinh một lần á thì mình sẽ bị mất 3 năm. Vì cho nên các bạn phải chia chia làm hai giai đoạn để mình sinh hồ sơ. Đầu tiên là sau khi kết thúc thực tập sinh 3 năm bạn về nước, bạn nộp hồ sơ một lần thì bạn sẽ xin được 3 năm cho cái khoảng thời gian 3 năm thực tập sinh này của bạn. Rồi, sau đó bạn quay lại Nhật, bạn làm việc dưới cái hợp đồng là tục của T, sau đó bạn lại về nước lại nộp nữa thì về nước lần này là sẽ là 5 năm nè. Thì bạn sẽ là gộp lại một sinh một lần nữa 5 năm cho cái phần 5 năm này. Nghĩa là 3 năm thực tập sinh thì 3 năm thực tập sinh xin đi, xin xin thôi xin xin hưu trí đi. Rồi 3 năm tục 5 năm của tục T này thì 5 năm tục T sinh riêng đi. Vậy vậy thì bạn sẽ tổng cộng bạn phải về nước và bạn cắt địa chỉ ở Nhật thì bạn mới sinh được 8 năm cho tổng cái hồ tổng cái thời gian mà bạn ở Nhật. Trường hợp mà các bạn không về nước được và không chia được hai giai đoạn này á, thì các bạn chỉ sinh được một lần 5 năm thôi bạn sẽ mất mất 3 năm nha cả nhà. Ổn ha, 3 năm tiền hưu trí cũng nhiều lắm á. Một năm như vậy thì bạn đóng khoảng uh, bạn đóng một tháng như vậy khoảng 3 triệu đi à, 3 triệu 2 triệu đi Nên tiền yên giờ tính 2 triệu đi thì uh, một năm như vậy là khoảng uh, 24 triệu hả 24 triệu là tiền của bạn đóng công ty đóng cho bạn 24 triệu nữa là 48 triệu mà bạn nhận lại khoảng um, nó dung nhận lợi hai lần thì chẳng cũng tầm khoảng 90 95 phần trăm gì đó thì cũng cũng được 45 triệu cho một năm nếu như mà mất 3 năm như vậy cũng nó gần một trăm mấy chục triệu đó cả nhà ha tính một cách sơ sơ đó nha chứ không không biết là tùy 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 bạn bạn nào mà thu nhập cao thì lại đóng cao hơn nữa nha cho nên nếu mà được thì các bạn nên chia làm hai giai đoạn như thế này các bạn xin một lần 3 năm sau đó xin một lần 5 năm nữa thì sẽ chọn của mình hơn trường hợp các bạn mà không chuyển qua tục tê bạn chỉ chuyển bạn ở chỉ nhự nhật và bạn sinh ở cái uh, chuyển qua lên sang gồ là làm vẫn là thực tập sinh mà ở lại 5 năm á thì bạn vẫn để nguyên vậy đâu sao đâu bạn cứ giữ nguyên vậy xong rồi sau này bạn về thì bạn vẫn sinh được à, 5 năm một lần mà thì mình cứ gom hết ba anh hết lại 5 năm thực tập sinh của mình mình làm một lần thì không sao hết ha Còn chỉ có bạn nào mà mình chuyển từ thực tập sinh mình chuyển lên tục tế thì là mình ở Nhật 8 năm thì mình phải chia ra làm hai cái như thế này thì mình mới nhận được 8 năm hết 8 năm ở Nhật của mình nha Rồi, vậy thì lưu ý này có thể lãnh hội trí của Nhật này là nó là cái gì đây? Thì giống như nãy Hiền có nói với các bạn á, khi mà các bạn ở Nhật này trên 10 năm á thì các bạn sẽ được lãnh tiền hưu trí sau khi mà về sau khi mà bạn có tuổi tuổi hưu trí cả nhà. Là khoảng giống như Việt Nam mình hàng tháng mình lãnh được bao nhiêu bao nhiêu đó ha thì là mình vẫn nhận được. Bạn đã ở Nhật 8 năm rồi. Đó, thì kiếm 2 năm nữa là bạn sẽ nhận được tiền hưu trí giống y như người Nhật. Thì nói chung là cái chỗ này thì có thể là gọi là mình tìm cách hay tìm cái cái điều kiện gì đó để mình có thể xin được thêm hai năm nữa có thể ở gia hạn thêm hai năm nữa hoặc là kết hôn hoặc là như thế nào đó để đóng thêm hai năm tiền hưu trí nữa để sau này có thể lãnh tiền y chang như là người nhật luôn cả nhà nha thì có thể chỗ này lưu ý chỗ này một chút xíu nếu như vậy nhưng nhưng mà khi mà bạn đã xin hết 3 năm hoặc là 5 năm này hết một lần rồi nó sẽ reset lại nha cả nhà rồi thì bây giờ là bạn bạn sinh rồi đúng không? Bạn thí dụ bây giờ bạn đi về được tập sinh đi, bạn đi về nước bạn sinh 3 năm rồi, sau đó bạn quay ngược trở Nhật lại một lần nữa bạn làm cái này rồi thì nó sẽ bắt đầu con số không lại từ đây nha. 3 năm này không tính nữa nha. Bạn đã sinh rồi thì không tính nữa. Thành ra là nếu như các bạn ở sau này 3 năm này, 5 năm này á là năm này bắt đầu từ số số 0 cho đến từ từ không tính 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 tới. Cho nên á sinh một lần nó sẽ reset là một lần. Thành ra là là 8 năm rồi nè mấy bạn sinh 3 năm thì bạn chỉ còn có 5 năm thôi thành ra là nó sẽ reset là một lần cho bạn luôn là, là là mất mất một mất một lần đó nha à, tùy, tùy mà mình suy nghĩ à, mình có thể mình xin à, trước em không có cần tới à, à, hưu trí của Nhật sau tới già không biết không có không biết lãnh là sao nên em không cần thiết thì cứ cứ thì cứ gia hạn cứ xin à, giống như bình thường theo chia theo từng à, giai đoạn như thế này cả nhà nha đó là những cái thông tin mà hiền nhận được cũng như là hiền tìm hiểu được ở trên mạng thì có thể là sẽ hỗ trợ được và mong rằng là các bạn nào mà đang chuẩn bị về nước có thể tham khảo được về cái việc mà nhận nên kin nè cũng như là các bạn nào mà đang ở lại Nhật 2 năm nữa hoặc là các bạn chuyển qua tục tê thì các bạn xin tiền hưu trí nó như thế nào để mà mình không bị lỗ cả nhà nhé. À, vấn đề của vấn đề là hiền là hiền không phải là hiền không có làm hồ sơ nhận Nenkin hay là làm mấy cái đó bên cái dịch vụ đó thì hiền không có làm nhưng mà nếu như các bạn muốn làm á các bạn cũng có thể nhờ các công ty mà hồi xưa mà các bạn đi à, ở xuất khẩu lao động mà bạn đăng ký lên công ty trên trên à, công ty phát cử của mình đó thì các bạn có thể có chứ hiền nghĩ là bên đó họ đều làm hết á À, bản thân hiện thì hiện có làm cho nên là hồ sơ cơ bản về hồ sơ thì hiện không không thì chỉ biết sơ sơ hồi xưa là hiện tự làm thành ra là hồ sơ hiện chỉ biết vậy thôi còn bây giờ nó có thay đổi như thế nào thì hiện cũng không có rành nha cả nhà nhé à, hiện không có làm thành ra là hiện không có thể nào mà giới thiệu được hết với các bạn là làm hồ sơ như thế nào được thì à, nếu các bạn muốn xin thì các bạn có thể à, nhờ bên công ty dịch vụ họ làm nha cả nhà nha À, hiện nghĩ là làm cũng dễ lắm không có khó lắm đâu tại vì bản thân hiện hồi xưa là hiện tự làm cũng không có đến đội khó khăn lắm thì rất là mong là cái video của Hiền sẽ hỗ trợ cũng như là các bạn có thể tham khảo được rằng là à, mình nên à, xin nên kinh vào giai đoạn nào là ổn nhất là tốt nhất cho cái điều kiện của bản thân mình. Nếu mà bạn nào mà đang ở Nhật thêm 2 năm nữa mà chuyển qua thêm hai năm nữa nghĩa là ở lại 5 năm tổng cộng là 5 năm á thì thì thôi khoan hãy xin xin chi cho tốn tiền dù sao thì xin dịch vụ thì họ cũng thu tiền dịch vụ của mình xin chi như mất công đúng không thì mình cứ để 5 năm đi rồi đến 5 năm sau mình về là mình xin đâu có sao đâu còn bạn nào mà đang chuyển qua tục quốc tế thì có thể là ờ à, nếu muốn lấy đủ 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 tám năm tám năm ở nhật của mình á thì mình nên uh, xin xin ba năm trước ha, xin ba năm của mình trước ba năm đi thực tập sinh này trước xong rồi năm năm này thì mình về mình xin sao thì có thể là bạn sẽ nhờ lên dịch vụ họ làm cho nhanh chứ mình làm thì nhiều khi hồ sơ mình nó xoáy này xái kia mất công lại không có làm được ha thì hiền rất là mong là các bạn có thể tham khảo được video của hiền nha cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã xem cùng với hiền xem hết video, video ngày hôm nay nha xin chào cả nhà hẹn gặp lại cả nhà vào những video, video tiếp theo nha nhớ là ủng hộ hiền bằng cách là like nè bấm subscribe kế bên cũng như là nhấn cái chuông nhỏ nhỏ để mà khi mà Hiền có video mới thì các bạn có thể uh, biết được liền và giàu và ủng hộ Hiền liền nha cả nhà nhé cảm ơn cả nhà rất là nhiều xin chào cả nhà bye bye